Sư cho con hỏi, khi tụng kinh mà ngân nga thì có phạm giới không múa hát hay không? Ngân nga ở đây á, là mình ngân nga theo cái như là cái lời hát, thì cái đó mình sẽ phạm vào cái giới không múa hát. Cho nên quý vị thấy sư tụng kinh thì sư không có cái sự ngân nga. Tuy nhiên thì có những, nhưng mà quý vị khi mà đọc cái thơ mà thơ Lục Bát đó, thì quý vị thấy là nó có cái bản thân nó đã mang cái vần điệu rồi, chứ không phải là mình cố ý mình ngân nga thì nó khác. Hoặc là ở trong kinh Tạng thì có những cái bài kinh đó, nó mang cái nó là cái câu kệ, thì khi mà quý vị tụng lên đó, thì quý vị sẽ nghe nó có cái âm điệu, nhưng mặc nhiên là vị đó không có ý đó. Ví dụ như Na ga ma thâm mô ni ga ma sa thâm mô Na cha pi yang e ka ku la sa thâm mô Sa pa sa lo ka sa sa de wa ka sa E se wa thâm mô ya di đăng anicchata. Thì bản thân nó là nó có cái vần, nhưng nó là cái bài kệ á, thì nó khác.